Ủa trời ơi, sao ngày hôm nay sư ủa mình đâu có mặc cái bộ này đâu ta. Trời ơi, trời, đỡ mình thay lại cái bộ cũ mọi người ơi. Tự nhiên ngày hôm nay mình vào game thấy mình mặc cái bộ đồ này mình hốt hồn luôn mọi người ơi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Hello, hello mọi người nha. Thì ngày hôm nay là ngày Halloween các bạn ạ. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ hóa trang nha mọi người ơi. Thì mỗi lần mọi người mình thấy mặc mình hay mặc cái bộ đồ như vậy đúng không mọi người? Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ hóa trang cái mặt của mình như một tí nha các bạn, một tí thôi. Đấy, thì mình sẽ bằng vào cái phần mặt của mình. Mình sẽ tắt cái mặt cừu của mình đây, mình thay bằng cái mặt khác các bạn ạ. Đó. Hôm nay ban tôi sẽ hóa trang thành cái mặt này nha các bạn ạ. Đấy. Nó rất là khác đúng mọi người, thật sự là mình không ngờ. Không biết mọi người thấy sao nha, chứ mình từ trước tới giờ mình hay đeo cái mặt cười game mình quen rồi mọi người ạ. Và tự nhiên mình thay thành cái mặt này mình nhìn thấy nó hơi bị sợ nha mọi người ạ. Ok, và sẵn tiện mình cũng có một cái mini game tặng cho mọi người trong ngày hôm nay luôn các bạn ơi. Thì chúng ta sẽ có một cái mini game như vậy, thì mình sẽ tặng cho mọi người 20 thổ vàng nha mọi người. Đâu đứng em coi. Ok đây các bạn ạ. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái mini game tặng cho mọi người 20 thổ vàng này luôn nha các bạn ơi. Ok nha mọi người, trong ngày hôm nay nha mọi người ạ. Rồi ok, thì bây giờ thì mình sẽ tặng mọi người phần quà 20 thổ vàng nha. Nhưng mà tặng bằng cách nào thì hiện tại mọi người thấy các bạn này không? Hiện tại là mình đã chia tên bạn này rồi. Thì tại sao mình chia tên bạn này? Thì tại vì mình có một cái mini game liên quan tới cái tên của bạn này các bạn nè. Đấy, thì video này đang lên tầm 1 tiếng sau nha. Và thì mình sẽ bình luận cái tên của bạn này, của nhà bạn này ở dưới comment video này nha các bạn nè. Ok nha, và mình sẽ ghim cái tơ bẫy lên nha. Nói chung là mọi người sẽ gõ cái tơ bẫy ra, mọi người bấm vào cái nhà của bạn ấy nha các bạn ơi. Và bạn nào vào nhà bạn này đầu tiên thì mình sẽ tặng 20 thổ vàng nha các bạn ạ. Ok nha. Rồi nha mọi người, sau khi video này được đăng lên 1 tiếng sau nha mọi người ơi. Ok, ở dưới comment nha. Rồi, còn bây giờ thì vô video thôi các bạn ạ. Ok, và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ vào những căn nhà của mấy bạn đứng gần mình nha các bạn ạ. Chẳng hạn như hiện tại là mình đang đứng ở chỗ này nha. Đó. Thì có một vài bạn đang đứng gần mình nha các bạn, và mấy bạn này hoàn toàn không biết mình đang định vào nhà của mấy bạn này. Thì bây giờ thì mình sẽ vào nhà của mấy bạn này nha. Thì mình sẽ vào nhà của bạn này đây. Bạn HK đẹp trai nu 001. Mình sẽ âm thầm vào nhà của bạn này để coi như thế nào nha các bạn ơi. Đấy. Ok, vào nha các bạn ạ. Và không biết nhà của bạn này có cái gì nha. Ui ôi, bạn này bảo là chỉ cầm mèo vào chết xong rồi. Ok, bây giờ bạn này không cho vào mọi người, mình sẽ âm thầm vào nhà các bạn mưu báo idol nha các bạn ơi. Đó, rồi vào nha các bạn này thôi. Đấy. Mình sẽ âm thầm đột nhập nhà của mấy bạn này. Đấy. Ok nha, để tạo bất ngờ nha các bạn ạ. À. Bất ngờ trong Halloween nha, nó chung cũng khá là hú hồn đấy. Rồi. Ok nha. Rồi thì hiện tại là mình đã vào nhà của bạn này rồi, bạn mưu báo idol. Đấy, và mình sẽ đánh dấu một cái nơi nào đấy nha mọi người, mình sẽ đánh dấu nha, mình sẽ đánh dấu nha. Chẳng hạn mình nằm trên giường mình đánh dấu nha. Đấy, để biết gọi là để biết mình đã từng vào nhà của bạn ấy nha mọi người ạ. Đấy, mình sẽ đánh dấu nha. Đó, đánh dấu mọi người ạ. Đó, rồi ok, ngầu ghế đánh dấu hết trơn nha. Rồi. Ok mọi người. Rồi, thế là chúng ta đã tham quan được cái gì đây? Bạn này có xây mấy cái chậu cây các bạn ạ. Có khi mình chở mấy cái chậu cây mình đem về cho rồi. Đấy, mình sẽ đánh dấu nha, mình sẽ chẳng hạn như mình rửa tay nè. Đó, mình đánh dấu nha các bạn ơi. Rồi, ok nha. Rồi, mở tủ lạnh nha. Rồi, mình đã đánh dấu căn nhà của bạn này rồi nha mọi người ơi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ ra mình đứng tiếp căn nhà tiếp theo nha. Không biết ai sẽ là người gọi là mình bị mình đột nhập tiếp theo nha các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ ra đứng cùng cái chỗ mà có vẻ là hơi đông người một tí, để cho nhiều bạn phát hiện ra mình nha các bạn ơi. Ok, chẳng hạn như mình đứng ra cái chỗ này đi. Đấy, bởi vì ngày hôm nay mình là ngày Halloween mà các bạn, khá là nhiều bạn cosplay ma rồi các thứ, nói chung cũng khá là ối rồi sợ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đứng ngay chỗ này nha, mình sẽ đứng ngay chỗ này, mình sẽ nhảy nha mọi người, và cho tới khi có một bạn phát hiện ra mình nha. Ai à, mình vừa phát hiện ra một bạn, đó chính là bạn Cam Cuti. Đấy, Cam Cuti. Ok, mình sẽ thả tim cho bạn này, và ngoài bạn Cam Cuti này ra các bạn miêu báo mà bạn miêu báo này hồi như hồi nãy mọi người. Ôi ơi, thôi mà hồi nãy bạn vào nhà các bạn mới báo rồi, bây giờ thì mình sẽ vào nhà các bạn Cam Cuti, mình sẽ đột nhập âm thầm nha các bạn ơi. Âm thầm đột nhập cho mọi người xịt im lặng nha mọi người ơi. Ok nha. Và chỉ nếu như các bạn này, nếu như chẳng hạn như bạn Cam Cuti này xem video này thì cũng đừng bất ngờ nha các bạn ạ. À. Đấy rồi, đột nhập thôi mọi người ơi. Đấy trời ơi, và mình sẽ đột nhập căn nhà của bạn này nha mọi người ạ. À. Trời ơi, nói chung là ngày hôm nay giống như là mình đi ăn trộm. Ok rồi, chúng ta đã vào nhà các bạn này rồi. Ui. Nhà của bạn này thì nói chung là cũng nhà bự các bạn, 700 kim cương nha. Và bạn nhà bạn này có để một cái cây bự xà bá các bạn ơi. Wow, bạn này xây cũng khá là đẹp nha các bạn ạ. Rồi thì nhà bạn này có cái gì đây? Mình sẽ đi xung quanh một tí, mình sẽ đánh dấu nha. Mình sẽ đánh dấu như thế này, mình đánh dấu nha. Ui, trời ơi, bạn này sưu tầm bọ mọi người, đẹp mãi.
mấy con ếch ở đây siêu tầm nè. Rồi để mình kiếm cái nơi mình đánh dấu cái nha các bạn ơi. Mình kiếm nơi mình đánh dấu phát á. Đâu ta, đâu ra, mình ngầu ghế nha, mình ngầu ghế nha. Rồi mình để đánh dấu nhà bạn này đâu nha mọi người. Ấy ngầu ghế là xong rồi đó. Ok, còn cái phòng này bạc, phòng bạn học của bạn ấy nè. Ui rồi bạn này tên là Kim Anh Mãi Đỉnh. Ê à, phải không vậy? Phải trưởng. Ui bạn học của bạn ấy là màu hồng thôi. Giờ phòng bên đây là phòng ké của bạn ấy. Ui tính ra là nhà bạn này cũng gọn phết đấy, đừng có đùa. Còn đây là phòng tắm của bạn ấy. Ui giời ơi, xịn chưa? Ok bạn ơi, thì hiện tại là mình đã đột nhập cái nhà bạn ấy rồi nha. Và mình đã đánh dấu xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ ra mình kiếm thêm một người nào đấy. Rồi là mình đột nhập tiếp nha các bạn ơi. Ok, let's go. Đấy. Ok các bạn ạ, và bây giờ thì mình sẽ đi kiếm một bạn nào đấy là gần mình các bạn ạ. Mình sẽ đứng ở chỗ này nha, nhưng mà hình như là không ai phát hiện ra mình các bạn ạ. Có lẽ ngày hôm nay mình đã bị... Ơ! Có một bạn mọi người, có một bạn, chào. Ơ ok, mình sẽ chào bạn này, mình thả tim. Và mình sẽ âm thầm vào nhà bạn này, mình sẽ... mình sẽ bí mật vào nhà bạn này nha, mình sẽ không chắc cho bạn này nha, mình sẽ âm thầm vào nhà bạn này nha mọi người ơi. Ok, và nếu như bạn này có xem video này thì mình bạn này phát hiện ra mình nha. Rồi, ok vào nha mọi người. Âm thầm nha các bạn ơi. Âm thầm mọi người ạ. Ui, bạn nhà bạn này có 15 sao thôi. Nhưng mà không sao, để mình vào căn nhà bạn này để coi thử nhà bạn này có cái gì nha các bạn ạ. Wow. Rồi, hiện tại là mình đã vào nhà của bạn này rồi mọi người ạ. Và nhà các bạn này cũng là nhỏ mọi người, xinh xinh thôi. Ấy nói chung cũng không quá to, cũng không quá lớn các bạn ạ. Rồi, nói chung bạn này có mấy con mực, nói chung, ui ơi. Cái thùng bự cho bé mà để con, mỗi cái con gọi là con gây con cá ngựa các bạn ơi. Rồi cái giường của bạn ấy, cái giường của bạn ấy dưới cái tủ mấy con cá luôn, rồi cái trưởng. Rồi mình sẽ đánh dấu nha, đột nhập và đánh dấu nha. Mình bóng lộn vô cái thị cung bạn ấy luôn rồi. Thôi sẽ không sao mọi người, mình sẵn mình đột nhập vô cái thị cung của bạn ấy luôn. Rồi, hiện tại mình đột nhập vô thị cung ấy nhưng mà không có cái gì hết luôn các bạn ơi, thôi đi ra. Ok mọi người à, rồi và hiện tại là bây giờ mình đã đột nhập cái nhà của người lạ rồi các bạn ạ. À. Hiện tại là đây là người lạ thứ ba các bạn ơi. Và bây giờ thì mình đã đánh dấu xong rồi mọi người. Và bây giờ mình sẽ ra mình kiếm thêm một bạn nữa nha mọi người. Mình sẽ kiếm thêm một bạn mình đột nhập nữa nha mọi người ơi. Ok mọi người, hiện tại là mình đã đi ra ngoài đây rồi. Mình sẽ kiếm thêm một bạn nữa, mình sẽ đứng ngay chỗ này nha. Đấy, mình sẽ đứng kiếm thêm một bạn. Bạn nào đấy bất kỳ, lại gần mình thôi. Chỉ cần lại gần mình, đứng trước mặt mình thôi các bạn ạ. À. Nhưng mà hiện tại là ở đây, hình như vẫn nhiều bạn vẫn chưa thấy mình đâu. Mình sẽ nhảy lên đấy, có khi mình sẽ chào lên các bạn ạ. Hay là mình sẽ đứng yên một chút ấy, mình sẽ giả bộ mình ha nha các bạn, giả bộ mình ha nha. Để cho vài bạn nào đấy phát hiện ra mình nha các bạn ơi. Ui, ê, đúng, từ từ mình sẽ đứng im, đợi mình đi im, đợi từ từ chờ bạn ấy lại gần mình một chút xíu đã. Hình như bạn này có phải là đang phát hiện ra mình ta. Ôi ơi, bạn này, phải không? Ui ơi, không hả? Rốt cuộc là phải không? Phải các bạn, phải không? Để mình he cái nào. Để mình he một tiếng coi. Hình như bạn đứng gần mình rồi. Ồ, hình như bạn này đúng không ta? Chắc chắn rồi mọi người, chắc chắn rồi. Mình sẽ thả tim bạn này nha. Ok nha, rồi bạn này hình như đứng gần mình rồi có sao nha. Ôi ơi. Ôi bạn ấy thả tim cho mình này mọi người. Ui. Ok luôn, và bây giờ mình sẽ tạo bất ngờ, mình sẽ vào căn nhà của mấy đột nhập nha mọi người ơi. Đấy, gọi là đột nhập căn nhà của bạn ấy nha. Cái gì đây? Ôi dồi, nhà bạn này là nhà học giấy các bạn ạ. Ai cha, nhà học giấy nhưng mà rất chi là không hề giấy tí nào nha. Mình sẽ tưới cây cho bạn ấy nha. Đánh dấu mọi người ạ. Đánh dấu nha mọi người ơi. Đấy, ê quên. Đấy, mình đánh dấu nó hiện cái banh GMT kìa mọi người thấy không? Đấy, hiện logo mình rồi. Đấy là mình để tưới cây bạn ấy rồi nha. Ok. Còn cái này là cái gì đây? Phòng xông hơi à? Đấy à. Ui cái bộ đồ gì đây? Mình mặc cho được không vậy? À không được các bạn. Tôi mặc cho được chứ. Ok, thế là mình đã đánh dấu cái chỗ này chậu cây máy rồi. À, bạn này trang trí Halloween các thứ nè. Rồi giường ngủ vẫn như cũ nè, rồi mấy con bé các thứ nè. Rồi tôi sẽ ra ngồi đây có cái gì không ha? À, ra ngồi đây thì nói chung là có một cái sân khấu các bạn ơi. Sân khấu của cái đồ mới mọi người ạ. À. Rồi, ui dồi ôi, bự chà bá luôn. Ok. Rồi, mình đã đánh dấu thành công mọi người ạ. À. Ui giời ơi. Ở bạn bên này cũng có xây một chút cái gì đây này, hay ghế các thứ này. Ui. Chu cha, tính ra mình đột nhập vào nhà của bạn này, công nhận là nhà với bạn này tính ra xây cũng khá là độc lạ các bạn ạ. À. Trời ơi các bạn ạ, và không biết mình đã bị mọi người đột nhập trong clip này chưa thì mọi người bình luận phía dưới cho mình nha. Và các bạn muốn mình đột nhập
nhà của mọi người không thì mọi người bình luận phía dưới thì luôn mình sẽ đọc nhạc nha các bạn ạ. Và ngày hôm nay là ngày Halloween các bạn, thì mình thì cũng chúc các bạn có một ngày Halloween vui vẻ nha các bạn ơi. Ok nha mọi người, thì clip ngày hôm nay là mình đã đột nhập vào nhà người lạ, những người đứng gần mình nha các bạn ạ. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo nha. Bye bye.